Cận cảnh một đêm trộm bằng 3 năm làm khiến chủ nhà buồn bã chỉ biết trách bản thân. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, câu nói từ đời xưa vẫn còn luôn đúng theo thời gian. Bởi có những kẻ lười lao động, thích lấy trộm đồ người khác làm lụng vất vả mà có. Trong tình huống sau là như thế, khi tên trộm sau một đêm đã vô mánh khi lấy đi rất nhiều tài sản, còn chủ nhân của căn nhà thì vô cùng buồn rầu khi bị mất của. Vụ việc tại nhà dân ở khu vực phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho thấy, thời điểm này xuất hiện một đối tượng nam lạ mặt sau khi đột nhập vào nhà dân, đã cầm đèn pin soi rọi khắp nhà để tìm tài sản giá trị. Theo thống kê của chủ nhà, đối tượng trên đã lấy nhiều tài sản, gồm 10 triệu tiền mặt, nhẫn đeo tay 5 chỉ, 2 máy tính laptop và một xe máy hiệu Honda Lead rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo camera ghi nhận, có thể thấy tên trộm đi lại ngang nhiên trong nhà, như chốn không người, cách hành động cũng chuyên nghiệp cẩn thận khi lấy tài sản. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên nam thanh niên này hành nghề. Các bạn nên cẩn trọng hơn trong các tình huống tương tự, cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản cá nhân của mình. Đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sigo TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.